Đây là viện dưỡng lão siêu cấp VIP dù nhất mà tôi từng thấy. Các dịch vụ nơi đây chỉ có những đại gia siêu giàu có mới được hưởng thụ. Đầu tiên là cho cơ thể vào khoang nhiệt độ không đổi, sau đó cắm một ống thông vào, đợi bác sĩ mở van ra để cho vô số con lươn chui vào trong cơ thể qua đường ống. Sau đó thì trưng cất 7-7-49 tiếng đồng hồ, từ đó từng giọt dầu trường sinh đã ra đời. Ông đại gia già này tận hưởng mà phê như con tê tê, còn lóc hát thì cứ như bị rơi xuống địa ngục. Để biết cụ thể mọi chuyện như thế nào thì mời các bạn cùng mình xem phim ngay thôi nhé. Lóc hát là một chàng trai trẻ tham công tiếc việc, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài công việc, vì để phát triển sự nghiệp, anh ấy thậm chí còn đưa mẹ mình vào viện dưỡng lão, vì khi đó anh ấy mới có thể toàn tâm toàn ý cho công ty. Một ngày nọ, Lóc hát được triệu tập đến một cuộc họp với hội đồng quản trị của công ty. Họ cho anh xem một bức thư từ chủ tịch công ty là Pem Jock. Hiện tại ông ấy đang có khoảng thời gian nghỉ dưỡng 2 tuần tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên trong bức thư, Pem Jock nói rằng có thể ông ấy sẽ ở đó luôn và không trở về. Đồng thời kể từ sau bức thư này ông ấy sẽ không liên lạc với bất kỳ ai nữa. Có vẻ như ông ấy đang muốn buông bỏ tất cả để tận hưởng khoảng thời gian cuối đời tại trung tâm. Nhưng hiện tại công ty đang gặp vấn đề lớn và đứng trước bờ vực sắp phá sản. Chỉ còn một cách duy nhất là họ phải sáp nhập với một công ty tài chính khổng lồ khác. Mà để làm được việc đó cần phải có sự xuất hiện của Pem Jock. Các thành viên hội đồng quản trị thống nhất cử Lockhart đưa Pem Jock trở lại New York. Bà sếp già này còn đưa ra lời cảnh cáo với Lockhart: nếu lần này anh không hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ bị tống cổ vào tù và bị thông bằng củ khoai lang đen thui dài 30cm, không còn lựa chọn nào khác. Lockhart đành phải gấp rút bắt tàu đến Thụy Sĩ. Sau khi đến nơi, anh được một người đàn ông tên Enzico lái xe riêng đưa đến trung tâm trên đồi. Hai người bắt đầu trò chuyện. Enzico nói rằng anh ta không hiểu tại sao những người giàu có từ khắp nơi trên thế giới lại tìm đến trung tâm đặc biệt này. Anh ta cho biết cách đây 2 thế kỷ trước, ngọn đồi này thuộc sở hữu của một gia đình quý tộc. Vì muốn dòng máu gia tộc được tinh khiết, không lẫn dòng máu từ bên ngoài, vị nam tước của gia đình đó đã cương quyết lấy em gái ruột của mình làm vợ. Khi nhà thờ phản đối cuộc hôn nhân này, ông ta không những không thay đổi mà còn khẳng định sẽ từ bỏ Thiên Chúa. Điều này đã khiến dân làng phẫn nộ nên vào đêm tân hôn, họ đã tấn công và thiêu sống cặp đôi trước khi san phẳng toàn bộ lâu đài. Một thời gian sau, nơi này được xây dựng lại và trở thành một trung tâm chăm sóc sức khỏe cho những người giàu có. Đặc biệt nguồn nước ở đây nổi tiếng uống vào là sẽ trị được bách bệnh. Nghe kể cũng biết nơi này đích thị là thiên đường dưới trần gian. Vừa đến nơi, Lockhart nhanh chóng bước vào sảnh chính để gặp lễ tân. Cô ta nói rằng đã hết giờ thăm nuôi. Mặc dù anh nói mình đang có việc rất gấp và chỉ mới trễ có 5 phút, nhưng đã là quy định thì sẽ không có ngoại lệ. Biết rằng có nói nhiều với cô ta cũng không có kết quả, Lockhart đề nghị được gặp quản lý để nói chuyện. Trong thời gian chờ đợi, anh ra ngoài để gọi về công ty xin chỉ đạo của cấp trên. Nhưng ở đây lại trong lành đến nỗi không có một tí sóng điện thoại nào. Sau một lúc, cuối cùng Lockhart cũng gặp được người quản lý và yêu cầu được nói chuyện với Pem Jock. Sau khi uống những giọt vitamin từ một chiếc lọ màu xanh kỳ lạ, người quản lý nói với Lockhart rằng ở đây họ có một phương pháp điều trị rất hiệu quả. Trung tâm được xây dựng trên một tầng nước ngầm cổ đại, có đặc tính giúp trẻ hóa và tăng cường sức khỏe. Nghe qua cứ tưởng là đa cấp nhưng thực sự rất tốt. Bất kỳ ai đến đây rồi đều không muốn quay trở về. Lockhart nhìn vào những bức ảnh trong phòng và nhận thấy một người đàn ông băng bó khắp người. Trở lại vấn đề chính, người quản lý cho biết hiện tại Pem Jock đang tiến hành trị liệu, bảo Lockhart hãy quay trở lại đây sau 7 giờ tối. Vậy cũng được, ít nhất thì ông ấy cũng đã cho anh một cái hẹn có thời gian rõ ràng. Lockhart liền ra xe để đi tìm một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi chiếc xe của anh đang đi băng băng trên đường, đột nhiên có một con nai từ trong rừng lao ra và đâm vào chiếc xe, khiến người tài xế bị khuất tầm nhìn rồi mất lái lao xe xuống vực. Sau đó, Lockhart thấy mình tỉnh dậy trong một căn phòng tại trung tâm chăm sóc. Viện trưởng của trung tâm là Former cũng có mặt. Ông ta nói rằng anh đã hôn mê suốt 3 ngày qua, chân của anh cũng đã bị gãy trong vụ tai nạn. Vậy còn công việc của tôi thì sao? Former nói rằng ông ấy đã thông báo cho công ty của Lockhart về vụ tai nạn, và họ cũng đã đồng ý cho anh ở lại trung tâm này để điều trị. Trước khi đi, Former còn đặc biệt căn dặn Lockhart hãy uống nhiều nước, không phải ai cũng có cơ hội được uống nước ở đây đâu. Lockhart nghe vậy nên đứng bên cửa sổ nốc hết cốc nước. Đột nhiên anh chợt phát hiện trong ly có một sinh vật nhỏ trông rất kỳ lạ. Sau đó, Lockhart lẻn ra khỏi phòng để đi dạo một vòng trung tâm. Có thể thấy hầu hết các hoạt động ở đây đều gắn liền với nước. Người thì tập thể dục dưới nước, người thì xông hơi, nhóm khác thì lại bơi tung tăng trong hồ như những nàng tiên cá. Lockhart đi vào khu vực nhà tắm và cuối cùng cũng gặp được Pem Jock. Anh yêu cầu ông ấy mau mau cùng mình trở về New York, nhưng Pem Jock lại nói rằng ông ấy không khỏe nên không thể rời khỏi đây. Lockhart liền thông báo công ty đang gặp vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu công ty phá sản thì ông cũng không còn tiền để ở đây tận hưởng nữa đâu. Nghe xong điều này, quả nhiên Pem Jock đã thay đổi quyết định. Ông ấy đồng ý cùng anh trở về New York để lãnh đạo công ty. Vậy là quá tốt rồi. Lockhart nhanh chóng đến quầy lễ tân nhờ nhân viên gọi xe taxi giúp mình. Trong khi chờ Pem Jock thu dọn hành lý, Lockhart lại tiếp tục đi dạo một vòng ngoài sân của trung tâm. Khi này anh đột nhiên nghe thấy giọng hát của ai đó rất trẻ. Lần theo giọng hát đến nơi thì anh nhìn thấy Hana, bệnh nhân trẻ nhất trung tâm. Hana nói mình là một trường hợp đặc biệt, vì cô ấy là bệnh nhân duy nhất được phép uống vitamin từ chiếc lọ màu xanh kỳ lạ. Anh đến đây để trị bệnh sao? Không, anh sắp đi rồi.
không một ai có thể rời khỏi đây đâu. Nói xong cô gái trẻ liền vội vàng rời đi, để Lockhart ở lại cảm thấy rất khó hiểu. Sau đó, Lockhart quay trở lại quầy lễ tân thì không nhìn thấy ai cả. Anh tìm đến phòng Pemzok để kiểm tra thì cũng chỉ nhìn thấy nhân viên đang dọn dẹp bên trong. Hỏi ông ấy đang ở đâu nhưng cũng chẳng ai biết. Lockhart lần này đã nổi giận thật rồi. Chuyện đơn giản như vậy mà trung tâm cứ liên tục vòng vo là sao? Anh hùng hổ tìm đến chỗ Former để chất vấn. Lần này viện trưởng nói rằng bệnh tình của Pemzok đột nhiên chuyển biến xấu, nên ông ấy đã được chuyển sang giai đoạn điều trị tiếp theo. Lockhart đương nhiên không tin. Anh cáo buộc Former đang kê khống bệnh để vòi tiền bệnh nhân. Ông ta liền nói, có vẻ như anh cũng đã bệnh rồi đấy. Ngoài miệng Lockhart nói mình vẫn ổn, nhưng đột nhiên mũi anh bắt đầu chảy máu, rồi anh cảm thấy choáng váng và ngất đi. Chính vì thế, Former đã đưa Lockhart đi kiểm tra sơ bộ và làm một vài xét nghiệm. Khi này anh vô tình nhìn thấy bức ảnh của Hannah trên bàn làm việc của Former. Khi được hỏi về điều đó, viện trưởng cho biết Hannah là một trường hợp đặc biệt đối với ông ta, vì cô ấy đã trải qua một chấn thương nghiêm trọng khi còn rất nhỏ. Sau đó Former bắt đầu xem kết quả xét nghiệm của Lockhart. Anh có nhiều chỉ số giống với hầu hết bệnh nhân của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ gặp người trẻ nào mắc bệnh nặng thế này. Former khuyên Lockhart nên tham gia một quá trình điều trị ngắn hạn tại đây. Dù sao thì Pemzok cũng không thể trở về ngay lúc này được. Ngoài mặt thì Lockhart đồng ý với lời đề nghị đó. Nhưng khi Former vừa đi ra ngoài, anh đã nhân cơ hội đánh cắp hồ sơ bệnh án của Pemzok. Sau đó một nữ y tá đến đưa anh đi bắt đầu quá trình điều trị. Đầu tiên anh sẽ được ngậm ống thở và thả mình trong một bể nước lớn. Nó sẽ giúp anh tái hiện lại khoảng thời gian sơ khai như được nằm trong bụng mẹ, từ đó giúp loại bỏ độc tố và thanh lọc tâm trí. Nhân viên giám sát bảo anh nếu có vấn đề gì thì hãy đập mạnh vào thành bể. Vậy mà khi một nữ nhân viên bước vào lượn lờ cởi áo trước mặt, anh ta lo mải mê bắt con sóc bỏ lọ mà quên luôn công việc của mình. Khi này trong bể nước từ đâu chui ra rất nhiều con lươn. Lockhart giật mình hoảng sợ, anh cố gắng đập mạnh vào thành bể nhưng không có kết quả. Anh nhân viên bây giờ chỉ lo tập trung leo lên đỉnh núi. Lockhart tức tốc bơi lên mặt bể nhưng lại không may bị vuột mất ống thở. Nắp bể thì đã bị khóa chặt bên ngoài không tài nào mở được. Chỉ sau vài phút anh đã đuối nước và mất ý thức hoàn toàn. Nhưng may mắn tên nhân viên mê gái kia vẫn còn đủ nhanh nhẹn đưa anh ra bên ngoài. Lockhart vừa thở gấp vừa run rẩy hét lớn, có thứ quỷ quái gì đó trong nước kìa. Nhưng khi nhân viên dọi đèn xuống kiểm tra thì lại không thấy gì. Chẳng lẽ nào mình bị ảo giác hay sao? Sau đó, Lockhart trở về phòng và xem qua hồ sơ bệnh án của Pemzok. Bên trong còn có ảnh chụp cho thấy ông ấy bị rụng khá nhiều răng. Đúng lúc này, Lockhart phát hiện cần gạt nước của bồn cầu không ngừng chuyển động như có thứ gì đó bên trong. Đồng thời khi nhìn qua cửa sổ, anh thấy một người đàn ông đang đưa một bệnh nhân xuống căn hầm dưới ngọn tháp. Sáng hôm sau, Lockhart gặp được một người phụ nữ tên Watkins đang chơi trò ô chữ. Bà ấy rất thích nghiên cứu về lịch sử và đặc biệt là chuyện về Nam Tước. Bà ấy tiếp tục kể cho anh nghe về câu chuyện năm ấy. Thì ra nơi này bị đốt cháy không phải là do dân làng phẫn nộ với mối quan hệ loạn văn luân của bá tước và em gái, mà là do ông ta đã thực hiện các thí nghiệm y tế bệnh hoạn và ghê rợn với người hầu của mình. Người dân phát hiện những xác người khô héo như xác ướp bị vứt trên cánh đồng, lo sợ rằng họ có thể là nạn nhân tiếp theo. Người dân trong làng đã tập hợp lại và giết chết vợ chồng Nam Tước một cách dã man. Lockhart chưa hóng hớt được bao nhiêu thì đột nhiên, một y tá nam xuất hiện và đưa Watkins đi điều trị. Trước khi đi bà ấy còn nói nhỏ vào tai Lockhart, tôi tin có điều gì đó đen tối ở đây. Sau đó, Lockhart đi lang thang khắp nơi và nhìn thấy Hannah đang đạp xe trong sân. Điều này khiến anh nảy ra một ý tưởng. Lockhart yêu cầu cô đạp xe đưa anh xuống thị trấn và đổi lại, anh sẽ tặng cô một món đồ chơi ba lê do chính tay mẹ anh làm, với tâm hồn như một đứa trẻ lần đầu tiên được trai đẹp tặng quà. Đương nhiên Hannah đã đồng ý mà không hề do dự. Không chê em nghèo thì lên xe em đèo. Cả hai phóng thật nhanh trên con xe cà tàng chạy ra khỏi trung tâm. Đến thị trấn cả hai tấp vào một quán rượu. Lockhart rất vui khi tìm thấy tài xế Enzico cũng ở đó. Anh ta vẫn còn sống sau vụ tai nạn và đã được trung tâm tặng cho một chiếc xe mới. Sau đó Lockhart và Hannah nhâm nhi một vài cốc bia. Cô nàng tâm sự rằng mẹ cô đã chết trong một vụ hỏa hoạn khi cô còn nhỏ, và cha cô sẽ đến đón cô sau khi cô khỏi bệnh. Cô cũng cho anh thử một giọt vitamin xem hương vị thế nào. Sau đó, Lockhart đến quầy bar hỏi xem có vị bác sĩ nào ở gần đây không. Nhưng tất cả bác sĩ của thị trấn đều làm việc tại trung tâm điều trị hết rồi. Chỉ còn duy nhất một người nhưng lại là bác sĩ thú y. Lockhart thử đến gặp ông ấy xem sao. Người đàn ông xem qua hồ sơ bệnh án của Pemzok và biết được răng của ông ấy đang bị rụng, có thể là do tình trạng mất nước mãn tính gây ra. Điều này khiến Lockhart cảm thấy bối rối, vì vốn dĩ trung tâm bắt bệnh nhân uống nước rất nhiều. Có vẻ như nó có mối liên kết với các thí nghiệm của Nam Tước và những xác chết khô được tìm thấy trên cánh đồng. Sau đó, người đàn ông xin phép đi cứu một con bò đang hấp hối. Hóa ra con bò đã bị ốm sau khi uống nước thải từ trung tâm. Ông ta đã mổ bụng con bò và thật ngạc nhiên, từ trong bụng tràn ra một con bê đã chết lưu và rất nhiều con lươn. Sau đó, Lockhart quay lại quán bar và gọi về công ty của mình ở New York. Anh vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng Former chưa bao giờ thông báo cho công ty của anh về vụ tai nạn. Cấp trên ra lệnh cho Lockhart phải trở về New York cùng Pemzok trong vòng 24 giờ tới. Vô cùng tức giận, Lockhart lập tức chạy đến đối chất với Hannah. Khi này cô nàng đang nhảy múa cùng với một thanh niên trong thị trấn. Lockhart hỏi tại sao cô ấy từng nói không ai được phép rời khỏi trung tâm.
Anh cũng hỏi về tung tích của kem dóc và lọ vitamin màu xanh này là như thế nào, nhưng thái độ của Lockhart quá hung hăng khiến Hana vô cùng sợ hãi. Tên thanh niên liền lao tới đẩy anh ngã xuống đất. Cô gái này là của tao rồi nhé. Lockhart vội đứng dậy cầm nạn định cho hắn ta một bài học. Nhưng người không có sức khỏe và đang bị thương như anh thì giống như lấy trứng chọi đá. Tên thanh niên cầm dao tới đe dọa suýt chút nữa khiến Lockhart sợ đáy cả ra quần. Nhưng đúng lúc này Former xuất hiện, nhìn thấy ông ta hầu như mọi người ở đây đều phải dè chừng. Former nhanh chóng cho xe đưa cả hai trở lại trung tâm. Tối hôm đó, Lockhart lại thấy nhân viên chuyển bệnh nhân xuống căn hầm dưới tòa tháp, cùng lúc đó là cần gạt nước của bồn cầu lại bắt đầu chuyển động. Lockhart chợt cảm thấy trong miệng mình có điều gì đó bất thường. Ôi mẹ ơi, răng của anh cũng đã bắt đầu rụng rồi. Lockhart nhanh chóng báo cáo tình trạng của mình với y tá, và khi cô ta đi lấy thuốc, anh tranh thủ xem qua hồ sơ bệnh án và biết được Pemzok đang ở khoa truyền máu. Nhưng khu vực đó chỉ dành cho nhân viên người ngoài không được phép vào. Đợi đến khi một nhóm nhân viên bước ra, Lockhart lập tức chặn cửa lẻn vào bên trong. Nhưng nơi đây có rất nhiều căn phòng, làm sao biết căn phòng nào mới là đúng. Lockhart bước ngẫu nhiên vào một căn phòng. Anh vô tình bắt gặp bà Quatskin đang nằm chờ được đưa đi. Bà ấy tiết lộ thêm cho anh về câu chuyện của Nam Tước. Thực ra vợ ông ta không bị vô sinh. Bà ấy vốn dĩ đã mang thai vào đêm diễn ra đám cưới. Trước khi bị thiêu sống, đứa bé trong bụng đã được cắt ra khỏi tử cung của bà ấy và ném vào một bể nước ngầm. Nhưng không ngờ nó đã sống sót một cách thần kỳ. Cách kể chuyện chân thật của bà Quatskin làm Lockhart sợ hãi, khiến anh giật lùi vô tình tạo ra tiếng động và bị nhân viên phát hiện. Lockhart liền vội bỏ chạy vào một căn phòng khác. Anh bật đèn lên và vô cùng sửng sốt. Trước mắt anh là rất nhiều bệnh nhân đang được ngâm trong bể nước, mỗi người một bể và họ hoàn toàn bất động. Pemzok không ngờ cũng xuất hiện ở đây. Lockhart cố gắng dùng nạn giải thoát cho ông ấy nhưng không thành công. Ở đây thêm ngày nào nữa thì e là sẽ lành ít dữ nhiều. Lockhart tức tốc trở về định sẽ tìm đường bỏ trốn, nhưng không ngờ vừa thò đầu ra là anh đã bị Former bắt gặp. Lockhart vừa run rẩy vừa cố tìm lý do để biện minh. Tôi có vấn đề về răng nhưng bây giờ đã đỡ nhiều rồi. Vậy sao? Vậy thì hãy để chúng tôi chăm sóc tận tình cho anh. Sau đó, Lockhart đã được đưa đến gặp một bác sĩ nha khoa để điều trị. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên ba nhân viên trói anh vào ghế. Rồi sau đó vị bác sĩ cầm máy khoan một lỗ trên răng cửa của anh. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Lockhart đã chạy thoát được và kịp nhảy lên xe của Enzico khi anh ấy vừa đưa một bệnh nhân đến trung tâm. Nhưng thay vì trở về New York, Lockhart lại đến thẳng đồn cảnh sát địa phương và báo cáo về tội ác của Former. Anh có biết mình đang nói gì không? Trung tâm của ông ấy đóng góp rất lớn cho nền kinh tế địa phương đấy. Lockhart vẫn khăng khăng lời nói của mình hoàn toàn là sự thật. Trong khi chờ đợi vị thanh tra đi xác minh thông tin, Lockhart đảo mắt một vòng trong phòng và nhìn thấy lọ thuốc màu xanh từ trung tâm của Former. Khi anh nhận ra bọn họ đều là một ruột thì đã quá muộn. Viện trưởng cùng với tên giám đốc trung tâm xuất hiện, cáo buộc anh có vấn đề về thần kinh thường hay phát sinh ảo giác. Họ còn có đầy đủ hồ sơ bệnh án để chứng minh điều đó. Lockhart liền bảo Former, vậy thì ông hãy giải thích về cái chết của Pemzok đi. Anh lại gặp ảo giác rồi. Pemzok vẫn chưa chết mà. Former vừa dứt lời thì đột nhiên Pemzok bước vào. Lần này thì Lockhart bị sốc đến ngỡ ngàng. Chẳng lẽ anh đã bị ảo giác thật sao? Vì vậy anh đã tự nguyện quay lại trung tâm với Former. Kể từ sau đêm đó, Lockhart bắt đầu ngoan ngoãn tuân thủ theo kế hoạch điều trị của trung tâm. Gương mặt anh trở nên vô hồn và suy nghĩ giống như Pemzok, tin rằng bản thân mình không khỏe và phải ở lại đây để chữa bệnh. Tuy nhiên một ngày nọ, khi Lockhart đang định viết thư gửi về công ty giống như Pemzok từng làm, thì anh đột nhiên bừng tỉnh lại. Lockhart đập vỡ một chiếc ly và dùng mảnh vỡ để cắt bó bột trên chân của mình. Anh sửng sốt khi biết chân của mình hoàn toàn không bị gãy. Thực chất đây chỉ là cái cớ của Former để giữ anh lại mà thôi. Sau đó, Lockhart cầm sảnh đột nhập vào căn hầm dưới tòa tháp. Nơi đây khá rộng lớn với những hồ nước sâu. Còn có một khu vực với rất nhiều loại hóa chất mà Former dùng để tiến hành các thí nghiệm. Kỳ lạ hơn là ở giữa còn có treo một tấm hình của Hana. Đi sâu vào bên trong, Lockhart còn phát hiện một hồ nước nơi những xác chết được nhân viên đưa đến. Một trong những xác chết đó vô tình có cả bà Quatskin. Những cái xác lần lượt được nhân viên đẩy xuống hồ, cả đàn luôn đói khát lập tức bu lấy và xử lý chỉ trong một nốt nhạc. Khi Lockhart đang rất sốc thì đột nhiên tên nhân viên xuất hiện. Hắn ta lao tới dùng những đòn chí mạng để tấn công anh, nhưng anh đã kịp phản đòn và tiễn hắn ta về chầu ông bà. Trong khi đó, Hana đang tắm hồ bơi cũng phát hiện ra mình bị rụng râu lần đầu tiên trong đời. Lockhart tức tốc chạy thật nhanh vào trung tâm thì vô tình chạm trán Hana. Anh cố gắng giải thích chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô ấy khá sợ hãi về chuyện rụng râu nên đã đánh anh và bỏ chạy. Sau đó Hana chạy đến chỗ Former, khi này ông ta đang dùng bữa tối với các bệnh nhân của mình. Lockhart cũng đuổi theo và hét lớn rằng Former là kẻ nói dối. Chính ông ta đã cố tình làm mọi người bị bệnh bằng cách làm ô nhiễm nguồn nước mà họ uống mỗi ngày. Các người thực chất chẳng bị bệnh gì cả. Lần lượt từng người rồi tất cả mọi người đều đứng lên. Phải, hãy đứng lên chống lại ông ta đi. Tưởng rằng các bệnh nhân đang đứng về phía Lockhart, nhưng không ngờ bọn họ lại bao vây và tấn công anh đến bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, anh thấy mình được đưa vào phòng và nhốt trong một thiết bị kỳ lạ.
Sau đó Former xuất hiện và bắt đầu tiết lộ mọi chuyện. Ông ta nói rằng con lươn chỉ sống được vài năm, nhưng trong tầng chứa nước của trung tâm chúng lại sống được tới 300 năm. Nhưng đối với con người, cùng nguồn nước đó lại trở nên độc hại. Điều này giải thích tại sao hầu hết các bệnh nhân đều bị bệnh. Cơ thể con người chính là bộ lọc hiệu quả nhất. Sau khi uống nguồn nước đó trong một thời gian dài, họ sẽ được đưa vào chiếc máy này để bắt đầu quá trình tinh chiết. Thành phẩm cuối cùng chính là phương thuốc trường sinh được đựng trong chiếc lọ màu xanh kia. Sau khi tiết lộ tất cả những điều này, Former nhét một ống xuống cổ họng của Lockhart, mở van cho những con lươn đi vào dạ dày của anh. Chỉ vài phút sau, từng giọt vitamin trường sinh đã ra đời. Trong khi đó, Hannah bối rối khi thấy Former tặng cho mình một chiếc váy cưới. Thì ra ông ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mà Hannah rụng râu trở thành thiếu nữ, để ông ta có thể đóng gạch với cô và tiếp nối dòng máu của gia tộc. Sau đó, Hannah buồn bã tìm đến chỗ Lockhart để tâm sự. Một ngày nào đó anh có muốn rời khỏi đây cùng em không? Tại sao ai cũng muốn rời khỏi đây vậy? Lockhart vừa được viện trưởng cấp cho hàm răng sứ liền nở một nụ cười. Anh ấy giờ đây đã hoàn toàn giống như những bệnh nhân khác. Hannah nghe vậy nên đã trả lại anh món đồ chơi ba lê và quay trở về. Tối đêm đó, tất cả nhân viên trung tâm đều mặc đồ trắng và cầm đèn sáng. Bọn họ tham gia vào lễ cưới của Former và Hannah. Trong khi đó, Lockhart cũng dần bừng tỉnh và xem qua các tài liệu mà bà Watkins đã để lại. Thấy có điều gì đó kỳ lạ, anh liền tìm đến phòng của giám đốc trung tâm và xem lại bức ảnh của người đàn ông băng bó toàn thân. Có vẻ như ông ta đang nắm tay của ai đó. Lockhart ngay lập tức đập vỡ tấm chân dung. Đúng vậy, ông ta đang nắm tay một bé gái. Và cô bé đó không ai khác chính là Hannah. Hóa ra Former là nam tước và Hannah là con gái của ông ta. Bằng một cách nào đó, ông ta đã sống sót sau vụ hỏa hoạn và sống trong hai thế kỷ với nhiều nhân thân khác nhau. Ông ta đã mở ra một trung tâm dưới vỏ bọc là chăm sóc sức khỏe, nhưng thực chất là giết những người vô tội, trích xuất vitamin từ hệ tiêu hóa của họ và tiêu thụ nó để duy trì sự bất tử. Ông ta cũng đưa nó cho Hannah. Đó là lý do vì sao cô ấy tự coi mình là trường hợp đặc biệt. Trong khi đó, Former đưa Hannah đến một căn phòng và định làm điều xấu với cô ấy. May mắn thay, Lockhart đã xuất hiện kịp lúc để ngăn hắn ta lại. Điều này khiến Former tức giận và cuối cùng hắn để lộ khuôn mặt biến dạng của mình. Hắn ta lao đến tấn công Lockhart, nhưng anh đã mang theo bình xăng phòng thủ và đốt cháy căn phòng. Khi này các nhân viên đang tung tăng nhảy đầm không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, ngọn lửa bắt đầu lan sang những phần còn lại của tòa lâu đài. Lockhart cố gắng giải thoát Hannah, nhưng Former tấn công anh từ phía sau, kéo anh đến hồ lươn định đẩy anh xuống phía dưới. Tuy nhiên, Hannah lúc này đã nhận ra cha mình là một con quái vật. Cô cố gắng tự cởi trói và cầm dìu bước tới, vung một phát thật mạnh bái bai người cha bệnh hoạn. Khi này các nhân viên thấy tòa lâu đài bốc cháy cũng bỏ chạy tán loạn. Lockhart và Hannah cũng vừa kịp thoát ra bên ngoài. Cả hai lấy con xe cà tàng tiếp tục phóng thật nhanh trong đêm. Chuyến đi này của Lockhart tuy nhiều lần đe dọa anh suýt thì mất mạng, nhưng anh vẫn lời được cô em xinh tươi với chiếc siêu xe và hàm răng sứ trắng sáng. Bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.